Chào tất cả mọi người nhá. Mây thì hàng bắt đầu lại về rồi nhá. Hàng rất là đẹp luôn. Đây hiện tại thì mới cẩu được vài tấm về chuyến thôi. Cẩu xong chuyến này là bắt đầu đi cẩu tiếp ạ. Nói chung là hàng được phải về tới 40 khối này nữa. Rất là nhiều nhá. Hàng thì nói chung hàng thì đợt này là toàn hàng 2 mét không anh em ạ. Toàn hàng 2 mét thôi. Còn hàng 2 mét anh em mà nếu mà có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ trực tiếp cho em nhá. Đây với lại hiện tại anh đang có một cái bàn bàn này nói chung rất là khủng anh em nhá. Bàn này thì chắc em sẽ để tự nhiên nhá. Tại vì nó khá là dày luôn. Đây đầu nó này, bàn này thì nó dày tới tầm khoảng 30 mấy phần á. Vì cái này thì em không tập vuông được tại vì là nó cái gỗ nó bị xéo ấy, nên là em sẽ làm cái bàn này là tự nhiên luôn. Bàn này dày tới 30 mấy phân luôn anh em ơi. Nếu mà muốn đặt cái bàn thì cứ liên hệ tới cho em nhé. Bàn này rất là khủng, văng rất là đẹp. Còn đây là những cái tấm đan cẩu này, những tấm này thì kích thước, cái tấm đan cẩu này là kích thước nó rộng tầm 2 mét anh em nhé, rộng tầm 2 mét ạ. Bên dưới đang bị vậy đó. Đây à, hàng đầu gỗ rất là êm anh em nhá. Đầu gỗ này. À còn anh em mà nếu mà thắc mắc về chân sập thì đây nhá. Đây là mẫu chân anh em nhá. Đây là mẫu chân này. Nói chung thì mẫu thì em có 2-3 mẫu rồi. Hai mẫu, một mẫu là 4 cái trụ và một mẫu là một thanh ngang anh em nhé. Còn hàng thì đây mới về, tầm tối là chắc sẽ cẩu hết về xưởng anh em nhé. Rồi nếu mà anh em mà đặt hàng thì có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 033 338 719 nhé. Rồi anh xin kết thúc video ở đây nhé.